Hôm nay nhà vườn Ngọc Lâm sẽ giới thiệu với các bạn top 10 các loại cây ăn quả độc lạ mà đang được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Tất cả những loại cây này đều là những giống cây nhiệt đới phù hợp với cái điều kiện khí hậu của Việt Nam và cho cái hương vị rất là thơm ngon. Các bạn mà có nhu cầu sưu tầm những cái giống cây này thì có thể liên hệ đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866. Bên mình giao hàng toàn quốc, các bạn nhận cây trước kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Loại cây đầu tiên mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây bánh kem. Cây bánh kem thì có một gốc xuất xứ từ Mexico, là một cái dòng cây nhiệt đới. Cái quả bên ngoài của nó thì có cái màu xanh dương như thế này. Đấy thì khi chín ấy, thì một quả của nó có đạt tới cái trọng lượng nó dao động từ 150 đến 200 gram một quả. Đấy, rồi bên trong của nó thì thường sẽ có khoảng từ 2 đến 3 hạt cỡ đấy. Đấy, rồi bên trong rất là mềm mịn, nó có cái hương vị của kem tổng hợp đấy. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được một cái vị ngọt, béo, ngậy, nó hòa quyện lại với nhau. Ở ruột bên trong của nó thì rất là dẻo. Cây bánh kem thì nó sẽ thường ra hoa trong cái khoảng thời gian từ tháng 2, tháng 3, tháng 5 và sẽ cho thu hoạch trong cái giai đoạn khoảng từ tháng 7, tháng 8. Những cái cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới cái chiều cao lên tới khoảng tầm 8 đến 10 mét và cho thu hoạch khoảng tầm vài nghìn trái mỗi vụ nữa nhé. Cây bánh kem hiện nay thì cũng đã được trồng thành công tại ba miền Việt Nam rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm trồng và chăm sóc thôi. Cái cây cũng rất là dễ trồng và chăm sóc. Còn đây là cây hồng đen sô-cô-la các bạn nhé. Cái giống hồng này thì có nguồn gốc xuất xứ từ Mexico và các nước Trung Mỹ các bạn nhé. Cũng là một cái dòng cây nhiệt đới. Khi đưa về Việt Nam trồng thì nó cũng thích nghi rất tốt với cái điều kiện khí hậu của Việt Nam. Nệ ruột bên trong rất là mềm mịn và đặc biệt thì nó có cái hương vị của sô-cô-la. Đấy là một cái loại trái cây rất là đặc biệt. Cái cây hồng sô-cô-la này thì nó cũng ra hoa đậu quả rất là sớm. Các bạn trồng từ cây giống thì chỉ sau khoảng từ hơn một năm thôi là cây nó có thể bắt đầu đậu quả các bạn nhé. Những cây trưởng thành thì nó có thể đạt tới chiều cao khoảng từ 3 đến 4 mét như cây mình đang giới thiệu với các bạn đây. Cây hồng sô cô la thì nó thường ra hoa trong cái giai đoạn khoảng từ tháng 3, tháng 4, tháng 5 và cái thời điểm mà chúng ta có thể thu hoạch được trái nó dao động khoảng từ tháng 8, tháng 9, tháng 5 các bạn nhé. Một quả thì có thể đạt tới trọng lượng nó dao động khoảng từ 250 đến 300 gram trên một quả. Là một cái giống cây nhiệt đới có nguồn gốc xuất xứ từ Nam Mỹ, giống hồng sô cô la này cũng thích nghi và phát triển rất tốt trong điều kiện khí hậu của Việt Nam. Những cây hồng sô cô la được khoảng từ 3 đến 4 năm tuổi, trồng trong chậu cũng cho quả rất là sai các bạn nhé. Mỗi cây thì cho trung bình khoảng từ 40 đến 50 quả trên một cây. Loại cây ăn quả tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây giống vũ sữa hoàng kim. Cây vũ sữa hoàng kim có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan, trồng tại Việt Nam thì nó sinh trưởng và cho có năng suất rất là tốt. Cái trọng lượng quả thì nó đạt tới trọng lượng trung bình nó dao động từ 500, có những quả nó đến tới khoảng tầm 800 gram một quả và một năm nó có thể cho thu hoạch khoảng tầm 3 vụ quả một năm gọi đấy. Quả thì có cái vỏ mỏng, cùi dày, ruột bên trong như một cái lớp thạch gọi đấy, ăn rất là thơm ngon. Một quả thì chỉ có khoảng từ 1 đến 2 hạt thôi. Đấy, như bạn có thể thấy đây thì cái giống vũ sữa hoàng kim này thì hoa của nó sẽ mọc từ những cái kẽ lá mọc ra. Các lứa hoa và lứa quả nó cối tiếp nhau đấy. Cái những cái lứa quả đã chuẩn bị thu hoạch rồi và những cái lứa hoa mới đã chuẩn bị hình thành. Đấy, các bạn thấy là rất là sai hoa. Đặc điểm của giống vũ sữa hoàng kim này những cái cây trưởng thành khoảng tầm 3 đến 4 năm tuổi thì một năm nó có thể cho thu hoạch cũng dao động từ 40 đến 50 kg trái trên một năm nhé. Còn đây chính là cây giống hồng xiêm quý hiếm và đắt giá bậc nhất trên thế giới hiện nay. Đó chính là cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ có nguồn gốc xuất xứ từ Nam Mỹ. Một quả của nó thì có thể đạt tới trọng lượng lên tới khoảng từ 2 đến 2,5 kg. Cây hiện tại ở vườn nhà mình thì nó đang ra hoa đậu quả rất là sai. Nam Mỹ là một cái khu vực mà có cái khí hậu nhiệt đới khá là tương đồng với cái khí hậu của Việt Nam. Nên là cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này khi đưa về Việt Nam trồng thì nó cũng sinh trưởng và phát triển rất là tốt trong điều kiện khí hậu của Việt Nam. Cây hiện tại ở vườn nhà mình thì đang cho hoa đậu quả rất là sai. Đây để mình quay chi tiết cho các bạn. Cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ, quả của nó sẽ mọc từ thân mọc ra các bạn nhé. Một khi cây nó đã ra quả thì nó sẽ ra quả quanh năm liên tục. Từ khi cây ra hoa đến lúc đậu quả có thể thu hoạch được, nó kéo dài trong khoảng thời gian từ 7 đến 8 tháng. Cây nó thích nghi rất tốt với cái điều kiện khí hậu của Việt Nam. Như các bạn có thể thấy đây thì cây nó đang ra hoa đậu quả rất là sai. Một cái đoạn là cành nó dài khoảng tầm 10 phân như này thôi cũng đậu được khoảng tầm hơn 10 trái bạn nhé. Đấy, một cái cây trưởng thành nó cao khoảng tầm 2 mét như này thôi cũng phải đậu được khoảng tầm 60 đến 70 quả trên một cây. Đấy, rất là sai quả. Khi đến cái thời điểm thu hoạch thì một quả hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ có thể đạt tới cái trọng lượng dao động khoảng từ 2 đến 2,5 kg trên một quả. Như các bạn có thể thấy đây thì cây hiện tại đang ra hoa đậu quả rất là sai. Một khi cây nó đã ra quả thì các lứa quả sẽ gối tiếp nhau ra quả quanh năm liên tục. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong cái quả hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này thì nó chứa cái hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn rất nhiều lần so với những cái giống hồng xiêm thông thường khác. Nó chứa cái hàm lượng vitamin A, sắt, magie và rất nhiều khoáng chất khác tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường sức đề kháng và
hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Bên trong cái quả hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này thì chỉ có duy nhất một hạt thôi các bạn nhé. Rồi bên trong thì có cái màu đỏ tươi. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị béo ngậy và cái hương thơm rất là đặc trưng, tạo ra một cái hương vị vô cùng đặc biệt. Loại cây ăn quả tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây táo tàu. Giống táo này thì ăn rất là giòn và ngọt các bạn nhé. Cây táo tàu thì nó có cái nguồn gốc xuất xứ từ Tây Á các bạn nhé. Hiện nay thì Trung Quốc là quốc gia trồng và gây số lượng lớn nhất. Cây táo tàu này thì cũng đã được du nhập về Việt Nam được khoảng tầm 2 năm gần đây. Cây nó cũng sinh trưởng và phát triển rất tốt trong điều kiện khí hậu của Việt Nam bạn nhé. Đặc điểm của cái giống táo tàu này là khi quả nó chín thì một phần quả của nó sẽ chuyển sang màu nâu và phần còn lại nó sẽ ngả màu vàng bạn nhé. Cây cho cái năng suất rất là tốt, các bạn có thể lựa chọn trồng trên thùng xốp, ban công hay là trên sân thượng đều được nhé. Còn đây là những cây táo tàu trưởng thành hiện tại đang vườn nhà mình. Cây hiện tại nó cao khoảng tầm hơn 2 mét. Vườn nhà mình thì có đầy đủ các kích thước chủng loại cây, từ cây giống đến cây trưởng thành 5-15 tuổi mình đều có bạn nhé. Giá cây thì dao động khoảng từ vài trăm đến vài triệu tùy từng cây bạn nhé. Cây hiện tại mình đang giới thiệu với các bạn thì nó cũng đang ra hoa rất là sai này bạn này. Đấy, đặc điểm của giống táo này khi nó lên cái mầm mới nó sẽ kèm theo hoa ở những cái lá bạn nhé. Những cây táo tàu được khoảng tầm hơn 1 năm tuổi, nó cao khoảng tầm 1 mét như này cũng có thể cho thu hoạch từ vài chục thậm chí là gần 100 trái trên một cây bạn nhé. Còn đây chính là những cây lưu đỏ cổ thụ bonsai mà nhà vườn Ngọc Lâm nhập khẩu về Việt Nam. Từ ngàn đời nay thì cây lưu cũng được rất nhiều gia đình lựa chọn trồng để trang trí cảnh quan khuôn viên sân vườn. Trong phong thủy thì nó tượng trưng cho sự kiên cường và sự vững chãi. Những quả lựu màu đỏ tươi tựa như những chiếc lồng đèn mang lại cái sự may mắn tài lộc cho gia chủ. Còn đây là một cái cây lựu đỏ cổ thụ được 55 tuổi hiện tại đang ở vườn nhà mình. Cái dòng lựu đỏ này thì nó sẽ thường ra hoa khoảng tầm tháng 2, tháng 3 hàng năm và quả sẽ cho thu hoạch khoảng tầm tháng 9, tháng 10 hàng năm bạn nhé. Hoa có màu đỏ tươi như này. Cây lựu thì thường được trồng trước nhà, nơi đó những cái tia nắng đầu tiên. Bởi cái vị trí này theo phong thủy thì nó là một cái vị trí hứng tài lộc. Chính vì vậy thì khi các bạn trồng cái cây lựu trước nhà, nó sẽ giúp xua đuổi mọi điều xấu, đem lại nhiều điều may mắn thịnh vượng cho gia chủ bạn nhé. Hoa lựu thì nó sẽ thường mọc thành chùm có màu đỏ tươi, mỗi chùm hoa thì có khoảng từ 3 đến 4 bông hoa như này các bạn nhé. Là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm có tuổi thọ cao lên tới vài trăm năm tuổi thì những cây lựu cổ thụ có tuổi đời càng cao thì giá thành sẽ càng cao nhé. Đấy, cây mình đang giới thiệu với bạn đây thì nó cao khoảng tầm 3,5 m, tán tròn đều, tán nó cũng rộng được khoảng tầm 3 m các bạn nhé. Đấy, mỗi vụ thu hoạch thì nó cho hàng trăm trái. Cây lưu cổ thụ mà mình đang giới thiệu với các bạn thì nó thoát thân được khoảng tầm 50 phân. Cái vành gốc đây các bạn nhé, để mình đo cho các bạn. Cái vành gốc của cây này thì nó dao động khoảng tầm 55 phân các bạn nhé. Đấy. Cây hiện tại đang cho hoa rất là sai. Đến khoảng tầm tháng 9, tháng 10, quả của nó sẽ, cái lớp vỏ quả của nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ tươi như này các bạn nhé. Đấy, trọng lượng trung bình mỗi quả thì nó sẽ dao động khoảng từ 400 đến 500 gram một quả. Đấy, tất cả những cây này thì đều được bên mình trồng trong cái chậu bầu dễ phát triển rất là ổn định khỏe mạnh rồi. Đấy, khi vận chuyển cây cho các bạn là bên mình sẽ vận chuyển nguyên cái chậu này các bạn nhé. Và các bạn chăm sóc thì cũng sẽ rất là đơn giản thôi. Cây lưu thì nó có cái sức sống tốt và rất ít sâu bệnh các bạn nhé. Ngoài cái công dụng trồng để trang trí cảnh quan khuôn viên sân vườn thì quả lưu khi chín thì ăn cũng rất là thơm ngon các bạn nhé. Ruột bên trong rất là mọng nước. Đấy, ngoài ra nó còn chứa rất nhiều về hàm lượng dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng làm đẹp da, tăng cường cái hệ miễn dịch, chống lão hóa và ngăn ngừa cái sự phát triển của tế bào ung thư và còn rất nhiều công dụng khác tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Ở ruột bên trong rất là mọng nước các bạn nhé. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt thanh mát. Ở vườn nhà mình thì nhập khẩu về Việt Nam cái số lượng rất là lớn những cái cây lựu đỏ cổ thụ bonsai như này, có đầy đủ các kích thước chủng loại cây từ cây giống lẫn cây trưởng thành cổ thụ lâu năm lên tới hơn 100 năm tuổi các bạn nhé. Giá thành thì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ tuổi của cây cũng như cái dáng thế. Cây giống thì giá thành nó chỉ vài trăm nghìn đồng một cây thôi, còn những cái cây cổ thụ lâu năm từ 30 đến 50 năm tuổi thì giá thành nó dao động từ vài chục triệu một cây các bạn nhé. Thậm chí có những cây trên 100 năm tuổi thì giá thành nó lên tới vài trăm triệu một cây. Nhà vườn Ngọc Lâm thì nhập khẩu về Việt Nam với số lượng rất là lớn những cây lựu đỏ cổ thụ bonsai như này, nên là đảm bảo với các bạn là về cái giá thành cũng như cái chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đấy, bên mình thì có cung cấp cho rất nhiều đại lý và dự án trên toàn quốc. Đấy, thì các bạn mà có nhu cầu sưu tầm cái giống lựu đỏ cổ thụ bonsai này thì có thể liên hệ trực tiếp tới nhà vườn Ngọc Lâm các bạn nhé. Loại cây ăn quả tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây hồng giòn Nhật Bản, một trong những loại hồng mà được ưa chuộng nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Quả khi chín thì có màu vàng cam, khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt đậm, cái độ giòn và hương vị rất là thơm ngon. Quả bên trong thì không có hạt các bạn nhé. Còn đây là những cây hồng giòn Nhật Bản trưởng thành mà mình nhập khẩu trực tiếp từ bên ngoài về các bạn nhé. Cây hiện tại thì nó cao khoảng tầm 1 m các bạn nhé, cành tán rất xum xuê. Tất cả những cây hồng giòn Nhật Bản này thì đều bắt đầu đậu quả rồi các bạn nhé. Nó sẽ ra hoa trong cái giai đoạn khoảng tầm đầu tháng 3 đến khoảng tầm đầu tháng 7 là một cái quả của nó sẽ được khoảng tầm 2 đến 3 đầu ngón tay như này. Đến khoảng tầm tháng 9, tháng 10 là chúng ta có thể thu hoạch được những trái hồng giòn đầu tiên rồi.
Quả hồng giòn thì nó sẽ mọc quả từ những cái lá mọc ra các bạn nhé. Cái phần cuống quả sẽ có bốn cái lúm nhỏ như này các bạn nhé. Là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm, thời gian cho thu hoạch kéo dài thì những cây hồng giòn trưởng thành có thể đạt tới chiều cao dao động khoảng từ 2,5 m đến 3 m. Trung bình thì mỗi vụ sẽ cho thu hoạch khoảng từ 30 đến 40 kg quả trên mỗi vụ các bạn nhé. Cây hồng giòn Nhật Bản thì cũng rất là dễ trồng và chăm sóc, phù hợp với điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Tất cả những cây bên mình nhập về thì nó đều là cây ghép nên là nó rất là nhanh có quả. Cây nào cũng đang sinh trưởng và phát triển rất là tốt và bắt đầu ra cái lứa quả bói đầu tiên các bạn nhé. Quả của nó cũng được khoảng tầm 2 đầu ngón tay rồi. Quả hồng giòn Nhật Bản khi chín là nó sẽ chuyển sang cái màu vàng cam như này các bạn nhé. Trọng lượng trung bình một quả thì nó sẽ dao động khoảng từ 200 đến 250 gram một quả. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt đậm, độ giòn và hương thơm rất đặc trưng. Và đặc biệt thì cái giống hồng này không có cái vị chát các bạn nhé. Những cây hồng giòn trưởng thành đấy các bạn nhé, nó có thể cao khoảng từ 2,5 m đến 3 m và đạt cái năng suất rất là cao, khoảng từ 35 đến 40 kg trên mỗi vụ thu hoạch các bạn nhé. Đấy, rất là sai quả. Các bạn có thể trồng trong chậu thì cây nó vẫn sinh trưởng và cho trái rất là sai các bạn nhé. Những cây khoảng tầm hơn 1 năm tuổi thôi thì cũng có thể cho thu hoạch khoảng từ 10 đến 15 trái mỗi vụ các bạn nhé. Đấy, quả ra rất là sai. Vì là một cây giống cây chịu nhiệt nên là các bạn có thể trồng trên ban công, sân thượng đều được nhé. Cây nó không tốn quá nhiều diện tích. Vườn nhà mình thì có rất nhiều kích thước chủng loại cây khác nhau, từ những cây trưởng thành nó cao khoảng tầm hơn 3 m như này, hay là những cây choai như đầu video mình có giới thiệu với các bạn. Còn đây là cái cây giống các bạn trồng chỉ khoảng tầm hơn 1 năm thôi là cây bắt đầu có trái rồi. Số lượng rất là nhiều bạn nhé. Giá cây thì nếu mà các bạn mua cây giống như này là 150.000 đồng một cây. Còn cây choai như đầu video mình có giới thiệu với các bạn thì bên mình có một loại là 600.000, một loại là 800. Còn những cây trưởng thành nó cao khoảng tầm trên 3 m là bên mình đang bán với giá là 2,5 triệu một cây các bạn nhé. Giao hàng toàn quốc. Còn đây là cây nho thân gỗ, một cái giống nho rất là dễ trồng và chăm sóc. Nó khác với cái dòng nho leo dàn quả mọc hình chùm. Thì cái cây nho thân gỗ này quả của nó mọc từ thân mộc ra. Được kính quả thì nó dao động từ 2 phân đến 3 phân một quả. Nho thân gỗ thì nó có khả năng chịu nắng chịu hạn rất là tốt. Quả thì ra quanh năm, các lứa hoa nó quả nối tiếp nhau, mọc từ thân mọc ra. Quả thì rất là mọng nước, cái phần thịt quả thì như một cái lớp thạch màu trắng như này. Đấy, ăn rất là thơm ngon. Cây nho hiện tại mình đang giới thiệu với các bạn đây thì nó cao khoảng tầm 3,5 m, về rộng tán nó khoảng tầm 3 m. Mỗi vụ quả thì nó cho hàng nghìn trái mỗi vụ các bạn nhé. Rất là sai quả. Thì vườn nhà mình có rất nhiều kích thước, cây nó cao khoảng tầm hơn 1 m là bắt đầu cũng có trái rồi. Thì các bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp với cái khuôn viên gia đình mình. Đấy thì chúng ta có thể lựa chọn trồng trên ban công, sân thượng đều được bạn nhé. Cái giống nho thân gỗ này rất là dễ trồng, hoa quả ra quanh năm, chịu nắng chịu hạn rất là tốt và rất là ít sâu bệnh. Hầu như là tốn rất ít công chăm sóc, các bạn chỉ cần tưới nước và 2-3 tháng các bạn bón phân định kỳ để cung cấp cái dưỡng chất cho cây ra hoa đậu quả các bạn nhé. Loại cây ăn quả tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây sung Mỹ. Khác với sung ta, quả có vị chát, mọc thành chùm. Thì cây sung Mỹ này khi ăn thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị ngọt và cái phần ruột quả của nó sẽ có một cái lớp mật các bạn nhé. Quả thì ra quanh năm. Quả sung Mỹ thì nó sẽ mọc từ những cái lá mọc ra. Khi chín thì quả của nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ tím như thế này. Một quả thì có thể đạt tới trọng lượng trung bình nó dao động từ 100 đến 150 gram trên một quả. Cây sung Mỹ thì nó có cái nguồn gốc xuất xứ từ Tây Á. Hiện nay thì cây sung Mỹ này đã được trồng rộng rãi tại rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Những cây sung Mỹ mà mình đang giới thiệu với các bạn đây thì nó cao khoảng tầm 1 m. Những cây này thì khoảng tầm 3-5 tuổi rồi. Đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm 3 phân đến 3 phân rưỡi. Đấy, tán tròn đều và những cây này đều là những cây thoát thân dáng chi. Đấy, tất cả những cây này thì đều đang bắt đầu đậu quả rất là sai các bạn nhé. Cái dòng sung Mỹ này nó ra quả quanh năm. Sau mỗi cái lứa thu hoạch thì các bạn có thể cắt tỉa cành. Sau khi các bạn cắt tỉa cành thì nó sẽ lên những mầm mới và kèm theo quả luôn các bạn nhé. Rất là sai quả. Cây sung Mỹ thì nó rất là dễ trồng và chăm sóc, phù hợp với điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Các bạn có thể trồng trong chậu, trên thùng xốp, ban công, trên sân thượng thì cây đều sinh trưởng và cho hoa đậu quả rất là sai. Nếu các bạn trồng từ cây giống thì cũng chỉ sau khoảng từ 3 đến 4 tháng là cây nó sẽ bắt đầu ra quả lứa đầu tiên. Những cây trưởng thành lâu năm thì nó có thể đạt tới chiều cao khoảng tầm 3-4 mét và cái đường kính gốc nó dao động khoảng từ 10 đến 15 phân thôi nhé. Còn đây là cây bưởi đỏ Thái Lan, là cái giống bưởi mới nhất mà bên mình nhập khẩu về Việt Nam. Cái giống bưởi này thì nó có rất nhiều cái ưu điểm so với những cái giống bưởi truyền thống trong nước hiện nay. Thứ nhất là mẫu mã đẹp. Quả bưởi này khi chín thì nó có cái màu đỏ tươi và nó toát ra một cái hương thơm vô cùng nhẹ nhàng. Đấy, chính vì vậy thì nó còn được sử dụng trong những cái dịp lễ Tết các bạn nhé. Thứ hai là thời gian cho thu hoạch sớm, ít sâu bệnh. Nếu các bạn trồng từ cây ghép thì chỉ sau khoảng tầm 1 năm là cây nó sẽ cho ra những cái lứa quả bói đầu tiên rồi. Là một cái giống bưởi có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan. Chính vì vậy thì cây bưởi đỏ Thái Lan này khi nhập khẩu về Việt Nam thì nó cũng thích nghi và sinh trưởng rất tốt trong điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam các bạn nhé. Vỏ quả thì cũng rất là mỏng, ruột bên trong thì rất là mọng nước. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt thanh. Giá thành hiện nay thì cũng rất là cao, dao động khoảng từ 150.000 đến 200.000 đồng trên một quả các bạn nhé. Thứ ba là cái cây bưởi đỏ Thái Lan này cũng cho cái năng suất rất là tốt. Những cây bưởi đỏ trưởng thành thì có thể cho thu hoạch từ vài trăm trái mỗi vụ các bạn nhé.
Loại cây ăn quả tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây giống lê lâu của Đài Loan. Quả ăn rất là giòn, ngọt và mọng nước. Giống như những loại cây ăn quả khác có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan như cây vú sữa hoàng kim, cây na dứa Đài Loan, cây na sầu riêng hay là cây dâu quả dài Đài Loan, cây lê lâu này khi đưa về Việt Nam trồng thì nó cũng thích nghi rất tốt với cái điều kiện khí hậu của bao miền Việt Nam các nhé. Đấy, cây cũng rất là dễ trồng và chăm sóc. Cây hiện tại mình đang giới thiệu với các bạn thì cũng đang ra hoa quả rất là sai. Cây lê thì nó sẽ thường ra hoa trong cái khoảng thời gian khoảng từ tháng 2, tháng 3 hàng năm và quả sẽ thu hoạch trong cái thời gian khoảng từ tháng 7, tháng 8 hàng năm. Cây mình đang giới thiệu với các bạn thì quả của nó cũng đã bắt đầu hình thành những cái quả nhỏ rồi các bạn nhé. Đấy. Trung bình một cây lê được khoảng tầm 2 đến 3 năm tuổi, mỗi vụ thu hoạch thì có thể cho thu hoạch khoảng từ vài trăm trái các bạn nhé, rất là sai quả. Trọng lượng trung bình của giống lê này thì nó dao động từ 150 đến 200 gram trên một quả. Cái dòng lê của Đài Loan này thì cái tỷ lệ đậu quả của nó rất là cao, các bạn cũng không cần tốn quá nhiều công chăm sóc đâu. Quả lê khi chín ấy, thì khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được cái độ giòn, ngọt và bên trong rất là mọng nước các bạn nhé, rất là thơm ngon.